chính là chỗ này nè. Hai người theo tôi vô đây. Ông chủ, ông chủ à. À, tới liền. Ủa à, cô nương, không phải thanh kiếm của cô có trục trặc chứ? Không phải. Chẳng qua vì đại gia này cứ một mực nói thanh kiếm này là của y, nghi ngờ do tôi ăn trộm đem về, nên tôi mới dẫn y tới đây để ông làm chứng giùm tôi đó. À, đại gia ông hiểu lầm rồi. Quả thật vị cô nương này mua thanh kiếm ở chỗ của tôi. Nói ra tôi mới chợt nhớ, dạo trước có người từ nơi khác tới, đi tới đây hết lộ phí, nên tôi mới giúp y mua thanh kiếm này. Vị cô nương này khéo chọn, vừa nhìn thấy thanh kiếm đã mua liền. Nhưng tôi khẳng định thanh kiếm này là thanh kiếm mà tôi đã đánh mất rồi. Đại gia, thanh kiếm của ông bị mất lúc nào? Ờ, khoảng 7-8 ngày trước. Ờ, vậy thì không phải rồi. Thanh kiếm này đã để ở đây 3 tháng trời rồi đó. Nghe rõ chưa? Không thể như vậy được. Tục ngữ cũng có câu người giống người, vật giống vật. À, đại gia chắc là ngài nhìn lầm rồi. Không thể nào. Ờ, thanh kiếm của ngài bị mất rồi. Không sao, ở tiệm của tôi còn có nhiều kiếm tốt đó. Đại gia, qua đây chọn đi. Đi, 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 qua đây. Qua đây để chọn đại đi đại gia. Tiệm của tôi có thiếu gì kiếm tốt, ngài cứ việc chọn một thanh tốt hơn thanh của ngài là được rồi. Đó, ngài coi. Phải đó, à, cũng tốt lắm. Thanh này không được hả? À, còn nữa, còn nữa. À đây, à, đây thanh này đi. Đó, thanh này cũng được lắm mà. Thanh kiếm này có lai lịch lắm đó. Ngài nghe nói có vị tướng quân Đường Triều á, khi xuất chinh đánh Mông Cổ lượm được nó trong một kho tàng. Ông chủ đó, à, không phải tôi tới đây để mua kiếm đâu. Của đâu rồi? Ông Công, ông Công. Hai huynh làm ơn đừng có bấm theo tôi nữa. Tại sao hai huynh không hòa giải với nhau? Nếu hai huynh hòa giải thì đâu cần phải đấu tới kẻ sống người chết. Hòa giải? Sư phụ của tôi và sư phụ của y lúc còn sống đã thề không đổi trời chung, nhưng mà võ công thì không phân biệt được cao thấp. Đúng rồi á. Trước lúc hai người chết có căn dặn, bổn tôi nhất định là phải quyết đấu với cổ nhân Long cho đến khi phân biệt được thắng bại. Vì gì tu sư quả thật là quan cố. Thật ra hai huynh đâu cần phải tuân theo mệnh lệnh cố chấp như vậy. Nhưng mà vậy lời thầy thì đâu thể cãi. Chúng tôi chỉ xin ân công giúp chúng tôi tỏa nguyện. Nếu hai huynh dựa vào võ công của tôi để đánh thắng đối phương, hai huynh đoán coi tôn sư có vui không? Trục trặc của đâu? Trục trặc của đâu? Ân công, ân công. Dạ xỉu. Thuốc mê của ông cũng xài được quá chứ. Như gì nữa? Nè, mau trói tên tiểu tử này đem tới thánh cung lãnh thưởng. Được đi. Ân công, ân công, ân công, đỡ ngồi chạy đi. Chạy lên. Ân công, ân công, ân công, ân công. Sao sao? Hai người vừa rồi đâu? Hai người vừa rồi bị chúng tôi đánh bỏ chạy rồi. À, vậy đã tại hai vị đã ra tay trường nghĩa. Đã tha cái gì? Giống như huynh nói chỉ là chút chuyện thôi. À phải, ân công à. Sao huynh chống đối với người của thánh cung chi vậy? Đinh huynh, tại sao huynh biết tôi chống đối với người của thánh cung? À, thì nghe hai người vừa rồi nói muốn bắt huynh về thánh cung lãnh thưởng gì đó. Mà thật ra huynh lại tại hạ là Võ Thiếu Bạch. Tôi đang điều tra bí mật quan trọng của Võ Lâm, cho nên mới chống đối với người của thánh cung thôi. Bí mật à? Mà là bí mật gì? Chính là hung thủ thật sự đã sát hại Tứ Đại Chưởng Môn. Thì là tên lão tặc Bạch Phụng Thiên của Bạch Gia Bảo. Phải, Gia Phụ. Gia Phụ và Bạch Phụng Thiên là chỗ thâm giao. Năm xưa Bạch Phụng Thiên dẫn theo năm người trốn tránh sự truy sát của các môn các phái. Cô ghé qua Tề Xá, xin gia phụ giúp ông ấy điều tra sự thật của việc này. Vậy lệnh tông điều tra được chuyện gì? Gia phụ điều tra được Thiên Y thần tướng Thôi Bán Tiên có cất giữ một số vật chứng. Và những vật chứng này có thể giúp Bạch Phụng Thiên sửa quan. Lần này tiểu đệ lên đường là thừa lệnh của gia phụ đi tìm Thôi Bán Tiên lấy vật chứng đó ra. Không ngờ Võ huynh đây có lòng chính nghĩa, ra sức giúp Bạch gia rửa quan, tiểu đệ bái phục. Võ huynh à, nhưng mà trước khi sự thật chưa được phơi bày, toàn thể Võ Lâm sẽ chống đối với huynh. Tôi nghĩ lần này huynh rất là nguy hiểm. Nè, nhưng mà huynh đừng có sợ. Nếu huynh không chê bai võ công của tiểu đệ thấp kém, tôi có thể giúp huynh một tay. Đinh huynh. Nè,
Thật không dám giấu, với vợ công của tôi bây giờ muốn dương danh có chỗ đứng ở trong giang hồ quả thật rất khó. Nhưng nếu tôi có thể giúp Bạch Gia rửa được mối quan tình thì sau này tên của Đinh Thường Thắng này sẽ có nhiều người biết rồi. Phải rồi, thôi cho tôi tham gia luôn. Đa tạ hậu ý của hai vị. Trên đường đi chúng ta có thể giúp đỡ lẫn nhau. Hay là chúng ta kết nghĩa huynh đệ đi. Kết nghĩa huynh đệ? Được à, kết nghĩa. Bây giờ ai đòi kết nghĩa với huynh chứ, chỉ là chuyện của tôi với anh công kết nghĩa liên quan gì tới huynh? Nếu vừa rồi mà không có tôi giúp huynh, một mình huynh có thể cứu được võ huynh đệ hay sao? Nếu không có tôi dạy huynh giả xẻo, chắc huynh đã bị người ta chém chết rồi. Huynh á, này, đừng có ồn. Sao hai vị nói là muốn kết nghĩa mà? Phải. Quan Đế Gia Tài Thượng, con Võ Thiếu Bạch, con Đinh Thượng Thắng, con Cổ Nhân Long nguyện kết thành huynh đệ khác họ. Từ đây không phân biệt tuổi tác lớn nhỏ, coi giống như huynh đệ. Không được. Võ công của huynh cao hơn chúng tôi, dĩ nhiên huynh làm đại ca. Cái gì nè, xin nhận một lại của nhị đệ. Huynh làm nhị đệ còn tôi làm gì? Thì dĩ nhiên là tam đệ. Không có gì. Tôi nhanh nhị lên, ông đừng gọi tôi là gì. Thôi bỏ đi. Nè, sau này ba huynh đệ chúng ta có phước cùng hưởng, có quả cùng chia. Nếu ai làm trái lời thề sẽ bị trời tru đất diệt. Sao rồi, có tìm được tung tích của tên tiểu tử đó chưa? Bây giờ tiểu tử đó đang đi Giang Nam á. Được, chúng ta lập tức xuất phát. Lần này chỉ được thành công, không được thất bại. Phải. Thưa đại ca, trên giang hồ đồn đãi có một tên cường ma đi khắp nơi giết người, đao pháp của hắn vô cùng ác độc. Phải rồi, nghe nói tất cả những ai nhìn thấy hắn đều chết dưới đầu của hắn. Chẳng qua chỉ là lời đồn, chưa chắc là thật. Vị lão bá này xin nhường đường. Đúng là không biết cao thấp. Cứu tôi với. Nào vị huynh đệ, tại sao kêu cứu lớn tiếng vậy hả? Ở ngọn núi đằng kia có rất nhiều xác chết. Họ chết thật là đáng sợ. Xác chết? Có khi nào là do tên cường ma làm không? Cường ma? Đúng rồi, giang hồ đồn đại có một tên cường ma đi khắp nơi giết người, ai nhìn thấy hắn bảo đảm không thể sống. Không lẽ là Phong tiền bối? Hai vị huynh đệ, chúng ta tới đằng trước coi đi. Hả đại ca, huynh phải tới đó coi thật hả? Không phải đâu, có lẽ huynh quen với tên cường ma đó. Trời đại ca, có lẽ thôi, lỡ huynh không quen sao? Hay có khi huynh quen với hắn nhưng mà hắn không quen huynh tính sao? Không sao đâu, với võ công của ba người chúng ta chưa chắc sẽ bị tên cường ma đó đả thương đâu. Điều này dĩ nhiên rồi á. Vậy thì đấy. Do tên cường ma đó giết. Thanh kiếm này có thể khắc chế tịch cường ma đó. Nè, đúng là đạo pháp của Phong tiền bối. Đại ca, huynh có quen với tịch cường ma đó thiệt hả? Lão chính là Đao Tiên Phong Nhạc, năm xưa danh trấn giang hồ. Đại ca, lão điên đó chính là Đao Tiên à? Có thật không đó? Đao Tiên sao lại đi khắp nơi giết người ta? Tóm lại một lời khó kể hết.
Coi ra Phong lão tiền bối đã rời khỏi đây rồi. Vậy có phải chúng ta tiếp tục tìm Thôi Bán Tiên không? Thì đó dĩ nhiên rồi. Phong lão tiền bối xuất thần nhập quỷ, muốn tìm lão còn khó hơn là đi tìm thanh bảo kiếm của đại ca nữa. Đúng vậy, không có thanh bảo kiếm cho dù tìm được Phong lão tiền bối cũng vô dụng. Vậy thì đừng có chậm trễ nữa. Tôi thật sự rất muốn điều tra sáng tỏ bí mật Võ Lâm. Nếu sau khi chuyện này điều tra sáng tỏ rồi, Võ Lâm sẽ trở nên như thế nào? Hy vọng khi gặp được Thôi lão tiền bối, sự thật sẽ được phơi bày. Thiên y thần tướng Thôi Bán Tiên.